đâu cả nhà. Chị Nhung cho mình nè, 4 cây dâu thì mình không đem vệ sinh được cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ trồng ở đây, gửi ba chồng mình trong chốt giùm. Thì bây giờ mình sẽ đi trồng dâu nha. Ok. Mình muốn đem nó ra ngoài quá, nhưng mà bây giờ là cái vườn nho nhỏ của ba chồng mình nó mất trồng cà chua với lại đậu tùm lum hết rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ cho vô cái chậu này đó, cho tạm vô đây đi, rồi mai mốt nữa ba chồng mình sẽ cho ra ngoài vườn. Bây giờ mình sẽ đem cái dâu của chị Nhung cho mình đem ra ngoài nha. Chị Nhung cho mấy cái dâu đẹp quá trời luôn, tươi quá trời tươi, tốt quá trời tốt nha. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài, mình đem cái chậu này, rồi mai mốt nữa ba chồng mình không cho cái gì ra ngoài cái vườn giùm mình, để đây ba chồng mình chăm sóc giùm. Dâu nè, đã không? Rồi xong. Thế rồi. Thia này, hư đừng hư không biết nữa. Suốt ngày nó cứ nói dội xong hư rồi. Không có hư. Không có hư. Gì con? Cho tạm vô cái chậu này, xong rồi mai mốt nữa. Mấy cái cây kia của ba chồng mình hết á, xong mà ổng cho ra ngoài, cho ra ngoài ngoài chậu ngoài. Bây giờ trước tiên thì mình đem vô cái chậu đất này trước. Vui hết kìa. Đi hết đi hả? Đã ghê luôn á. Mà mình không có đem về bên Singapore được, mình buồn quá. Buồn một ngày luôn đó cả nhà, chứ không phải buồn 5 phút luôn. Buồn một ngày luôn đó. Phải khi mình đem được về bên đó mình trồng ha. Về bên đó mình sẽ đi tìm mình mua. Ở bển mình đi tìm thật sự mà không có. Còn một cây. Cây này mình sẽ đem ra ngoài. Nó đẻ ra nè. Chị Nhung Hà chỉ nói là nó đẻ ra nhiều lắm. Mấy cái nhánh này nè, nó đẻ ra. Nó đẻ cây. Happy chưa? Happy. Happy ha. Yeah. Một chậu nè cả nhà. Đẹp chưa? Đây. Còn một cây nữa mình sẽ đem ra ngoài đất mình bỏ xuống. Còn cây này thì mình sẽ đem mình nhét xuống đây. Nhét xuống đây rồi mai mốt nhờ ba chồng mình ông chăm sóc giùm luôn. Chăm sóc giùm cây dâu của mình luôn. Cửa gì vậy? Cửa gì vậy? Nè cả nhà. Đó, chị Nhung cho mình 4 cây được như vậy nè. Giờ mình thêm mình nhét xuống đây. Đó. Để đây nhà ba chồng mình chăm sóc giùm. Chứ mình không có đem về bên sinh được á. Để đây, mình mốt cái nhánh này nè, nó nhảy ra. Đó, vậy là một nhánh nữa nè, đây nữa nè. Đó. Ok Sophie. Hả? Ok. Ok hả? Ừ. Không rồi. Mình gửi mấy cây dâu của những củi chị Nhung Hà cuộc sống vùng núi ở Mỹ, gửi nhà ba chồng mình trồng giùm, chăm sóc giùm. Cây gì trong nhà á con? Cây dạ hả? Ủa? Bây giờ mình sẽ đi tưới. Ren mã hả? Suốt ngày nó hỏi ren mã đâu rồi hoài luôn á. Đây là một cây ha. Đây là một cây, mình sẽ cho nó xuống dưới cái thùng này. Đó. Nằm đây nha, gửi mẹ ở đây nha mai mốt. Gửi mẹ ở đây nha mai mốt, tao về tao lấy mày về xia đồ. Gửi mẹ đây đi, nó cái nhánh này mới muốn nó sẽ nhảy ra nè. Cái nhánh này nữa nè. Đó, cho nó vô đây. Cái nhánh này nữa, đó, gửi đây một cây dâu. Với lại ở trong cái thùng kia, ba cây nữa. Gửi vô trong cái chậu cà chua. Gửi vô đây đi, còn mai mốt nữa ba chồng mình chăm sóc giùm. Này, nằm đây nha. Chậu này ba cây. Mình đem nó cả đây luôn nè, mai mốt tưới á. Tưới chung một lúc.
đây. Nằm đây nha con. Thấy gì con? Nằm đây nha con. Nằm đây đi rồi mai mốt mày lớn lên đi. Tao gửi mẹ ở đây đi rồi mai mốt tao về tao lấy nha. Mai mốt tao về tao lấy. Mấy cái nhánh này là mốt nó ra quá trời luôn á. Nè. Chị Vinh Hà, cuộc sống vùng núi Mỹ tặng mình 4 cây dâu mà mình không đem về được. Gửi ở đây ba chồng mình ổng chăm sóc giùm. Bên đó là đậu, cà chua, salad rồi gì đó. Nhét ở đây một cây nè. Đây nữa. Ổng kêu để tạm trong thùng này đi, mai mốt ổng cho ra ngoài giùm cho mình. Đó, giờ đi tưới nha. Chơi trò gì vậy? Chơi trò gì vậy? Chơi nhờ nhảy hả? Sao phải thắng rồi hả? Thôi mày đi vô nhà mày ăn phở kia đó bụng quá à. Trời đất ơi. Chán rồi hả? Chán rồi, vậy là chán rồi đó. Okay, again, one more time. Chéo chân vậy hả Vy? Ok chưa? Before she was trying to get him. Get it. See? Ready? Go. There you go. Get it. Daddy tired. Daddy tired. Sao Vy bắt bướm? Sao Vy nó phải bắt bướm? Trời nắng muốn chết luôn. Dí thêm bướm bướm trắng nữa đó. Nó bay rồi phải không kìa? Đó, nó bay đó. Nó bay rồi hả? Lát nữa nó bay ra hả? Nó bay qua bên giường bên kia rồi, lát nữa nó bay qua à? Dễ thương hả? Dễ thương hả Phi?
Dễ thương à. Nó bay cao lên này kìa. Dễ thương à. Nó đang bươm bướm dễ thương à. Nó bay cao lên rồi, chút nữa nó bay xuống không sao đâu con. Con vô mát con đợi đi, lát nó bay xuống à. Chút nữa. Gì con? Thổi em bé luôn hả? Xuống bây giờ bé bờ hỏi. Vậy đó hả? Xuống bây giờ em bé. Hả hả? Chết xa nhiều nhiều rồi. Mẹ. Em biết khi bơ bơ lắm. Bơ. Bây giờ đi ngủ chưa? Hả? Giờ đi ngủ chưa? Em xuống rồi, em bé ngủ. Em bé ngủ rồi, con ngủ chưa? Chưa. Ủa? Bơ bơ rồi. Tôi bơ nè. Vậy em bé ngủ, con ngủ chưa? Mẹ, em bé ngủ rồi. Em bé ngủ rồi, giờ con ngủ chưa? Em bé ngủ. Em bé ngủ rồi, giờ con ngủ chưa?